Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Tin Mới và ngay sau đây sẽ là những thông tin mới nhất về tình hình chính trị xã hội được cập nhật liên tục trong 24 giờ qua. Xin mời quý vị cùng theo dõi. ,59 tỷ mét khối nước đã trút xuống một thành phố ở Trung Quốc trong tuần trước, một lượng nước tương đương với lượng mưa cả một năm. Một người đàn ông ngồi trong chiếc ô tô đóng kín cửa, ngơ ngác nhìn dòng lũ chảy qua nắp capo. Xe của ông ấy bây giờ đã giống với một chiếc tàu ngầm nửa chìm nửa nổi hơn là một phương tiện chạy trên đường bộ. Cách đó không xa, trong một đường hầm tàu điện ngầm, một nhóm hành khách đang nối đuôi nhau men theo bờ kỹ thuật để kịp thoát ra ngoài. Ngay phía dưới chân họ, dòng nước chảy rất xiết giống như đường dẫn vào tuabin của nhà máy thủy điện thay vì một tuyến đường sắt cao tốc. Nhưng họ vẫn còn may mắn hơn hàng chục hành khách khác. Những người đang bị kẹt trên một chuyến tàu đã đi quá sâu vào đường hầm và không thể quay lại. Nhân viên đường sắt ban đầu hướng dẫn hành khách sơ tán ra khỏi toa, nhưng họ nhanh chóng được yêu cầu quay vào vì nước lũ đã dâng quá cao ở cả bốn phía. Bất lực, tất cả hành khách chỉ có thể bám lấy những tay nắm phía trên đỉnh đầu để cố giành lấy phần không khí đang thu hẹp lại. Nước đã ngập quá ngực trong khi lực lượng cứu hộ chưa tới. Một số hành khách đã gọi điện về nhà và đọc password tài khoản ngân hàng cho gia đình. Một vài người phụ nữ khóc nức nở trong khi nói những lời cuối mà họ muốn nhắn gửi. Tất cả những cảnh tượng này không xảy ra trong một bộ phim, mà đều là những video có thật trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc những ngày qua. Một trận lũ lịch sử đã quét qua thành phố Trịnh Châu, thuộc tỉnh Hà Nam và giết chết ít nhất 56 người, trong đó có 13 người mắc kẹt trong đường tàu điện ngầm và 4 người mắc kẹt bên trong một hầm đường bộ cao tốc khác. Con số tử vong có thể đã cao hơn nếu không có một cựu lính biệt kích giải phóng quân dũng cảm bơi ngược vào đường hầm và cứu ra ngoài một số nạn nhân đang tuyệt vọng. Truyền thông địa phương nhanh chóng xác định được danh tính người anh hùng ở Trịnh Châu của họ. Giang Jun, 45 tuổi đã giải ngũ và về làm tài xế cho Cao Cao, một dịch vụ gọi xe giống với Grab. Ông Giang đang lái xe vào đường hầm cùng với khoảng 300 chiếc xe ô tô khác thì dòng lũ bắt đầu chặn họ kẹt cứng lại. Thấy nước trong xe bắt đầu dâng lên mà không có dấu hiệu dừng lại, Giang đã ra khỏi xe, cố lội đến từng chiếc ô tô xung quanh mình và gõ cửa yêu cầu họ thoát ra ngoài trước khi chiếc xe bắt đầu nổi lên. Khi thấy ba người phụ nữ dường như không biết bơi đã bị hai người đàn ông bỏ lại gần đó trên nóc một chiếc xe đã chìm hẳn, Giang đã bơi tới chỗ họ dìu từng người một thoát ra ngoài và tới một địa điểm an toàn. Sau đó, ông cố gắng quay lại cứu những người lái xe bị kẹt khác nhưng không thành công. Một vết thương ở chân cuối cùng khiến ông phải bỏ cuộc. Đội cứu hộ sau đó đã tới, tháo nước khỏi đường hầm và xác nhận ít nhất 4 người đã chết và nhiều nạn nhân vẫn mất tích. Trong suốt một tuần qua, Trịnh Châu đã phải hứng chịu một trận lũ lịch sử mà truyền thông Trung Quốc gọi là sự kiện ngàn năm có một. Tại một số trạm quan trắc ở Trịnh Châu, mực nước mưa ghi nhận thậm chí được khẳng định là 5.000 năm mới có một lần. Có những thời điểm Trịnh Châu đã phải hứng chịu một lượng mưa gần 200mm trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Trong 3 ngày liên tiếp, lượng mưa ghi nhận được đã lên tới 617mm, tương đương với lượng mưa trong cả một năm. Đỉnh điểm là khoảng 24 tiếng đồng hồ từ tối ngày thứ 2 đến tối ngày thứ 3, tổng lượng mưa tích lũy lên tới 552mm. Mưa lớn không chỉ xảy ra ở Trịnh Châu, mà trên toàn bộ tỉnh Hà Nam, một trong những khu vực đông dân nhất Trung Quốc với 94 triệu người. Hà Nam có 3.535 trạm quan trắc thời tiết thì có tới 1.614 trạm báo cáo lượng mưa trên 100mm, 151 trạm báo cáo con số trên 250mm và lượng mưa trung bình trên toàn tỉnh là 50mm. Tại thành phố Lạc Dương, chính quyền địa phương cho biết mưa đã làm thủng 20m đập Jihan và đặt nó vào tình trạng có thể vỡ bất cứ lúc nào. Quân đội Trung Quốc sau đó đã được huy động để tiến hành nổ mìn phá đập nhằm phân tán dòng lũ theo hướng giảm thiểu thiệt hại nhất. Trên toàn tỉnh Hà Nam, 14 hồ chứa nước của họ cũng đã xả tràn. Lũ lụt và lở đất xuất hiện ở mọi nơi, khiến 200.000 người phải sơ tán khẩn cấp và 1 triệu người khác vẫn phải ở trong phạm vi bị ảnh hưởng. Zhen Guozhu, một chuyên gia tại Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc cho biết trên tờ Global Times, trận lũ lụt lịch sử xảy ra ở tỉnh Hà Nam lần này là do hiện tượng hoàn lưu khí quyển trên quy mô hành tinh có diễn biến bất thường. Theo đó, mưa lớn xảy ra ở một địa điểm nằm sâu trong đất liền như Trịnh Châu là kết quả của 3 điều kiện khí tượng cùng hội tụ. Đầu tiên, khu vực miền Nam Trung Quốc đã có sẵn một lượng hơi ẩm nhiệt đới bao trùm từ nhiều ngày trước. Kế đó, bão Paka đã đổ bộ vào thị trấn Dương Tiêm, phía tây Hồng Kông tiếp thêm hơi ẩm được đưa vào từ biển Đông. Cuối cùng, điều kiện thứ 3 là bão Infa di chuyển về phía bắc đảo Đài Loan. Một lần nữa, cơn bão này tiếp tục dồn hơi nước từ biển Hoa Đông vào sâu trong đất liền Trung Quốc. Và khi nói đến một lượng mưa lớn, các nhà khí tượng học thường đề cập đến chỉ số nước tích tụ, Revitalized Water hay PVKAT, tính bằng tổng lượng hơi ẩm có trong một cột không khí thẳng đứng. Nếu PVKAT lớn hơn 1,5 inch,
tương đương 38,1mm, nghĩa là khi tất cả nước trong cột không khí đó rơi xuống thành mưa, thì nó sẽ tạo ra một cột nước cao 38,1mm trên mặt đất. Mức độ này được tính là một trận mưa lớn. BVAT trên 2 inch, tương đương 508mm, là chỉ số của một trận mưa nhiệt đới. Tại Trịnh Châu, BVAT trong tuần trước đo được lên tới 3 inch, tương đương 762mm. Chỉ số BVAT cao gây ra hai tác động. Đầu tiên, rõ ràng là nó cung cấp độ ẩm cần thiết để tạo ra những trận mưa như trút nước. Phần lớn lượng ẩm đó đã tích tụ sẵn dọc theo Fromme, một dải thời tiết gần như đứng yên trong tầng bình lưu thấp làm nhiệm vụ đưa hơi nước từ bờ biển phía đông Trung Quốc vào đất liền trong suốt mùa hè. Kế đó, BVAT cao nghĩa là nó làm tăng hiệu suất rơi cho từng hạt mưa. Bình thường khi BVAT thấp, một giọt mưa rơi xuống đất gặp tầng không khí khô bên dưới sẽ bị bay hơi mất từ 30-40% thể tích. Nhưng khi BVAT cao, độ bão hòa hơi ẩm có thể dồn toàn bộ hạt mưa xuống bề mặt, xếp chồng chúng lên nhau để tạo ra một cơn lũ trong thời gian cực kỳ ngắn. Tất cả những yếu tố này hợp lại đã tạo ra trận lũ lịch sử ở Trịnh Châu. Global Times cho biết Zhen Guozhu thậm chí đã bác bỏ mối liên hệ giữa hai vấn đề đó. Trong khi, cách gọi sự kiện ngàn năm mới có một lần cũng có thể gây hiểu lầm rằng những trận lũ lụt tương tự sẽ không lặp lại ở Trung Quốc trong ít nhất 1.000 năm nữa. Trên thực tế, một số chuyên gia cho biết chúng ta có thể đã bỏ quên một con voi ở trong phòng, và các hiện tượng thời tiết cực đoan như thế này sẽ ngày càng xuất hiện thường xuyên hơn. Có lẽ vì đang là một nước phát triển nóng, chiếm lượng phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới, mà truyền thông Trung Quốc hiếm khi thừa nhận mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu và những sự kiện thời tiết cực đoan như vậy. Rất thận trọng, họ về cơ bản tránh nói về nó. Sunian cho biết, tại Trung Quốc, lũ lụt thường xảy ra vào mỗi mùa mưa, cao điểm trong khoảng từ tháng 6 đến tháng 8 hàng năm. Mùa lũ năm ngoái ngay giữa đại dịch COVID-19, Trung Quốc cũng đã phải hứng chịu một lượng mưa lớn trong 41 ngày liên tiếp. Ít nhất 219 người đã thiệt mạng, 4 triệu người phải sơ tán và gần 64 triệu người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Ước tính cho thấy từ năm 1950 đến năm 2018, lũ lụt ở Trung Quốc đã trực tiếp giết chết hơn 280.000 người và gây ra thiệt hại hơn 6.000 tỷ đô la. Và mọi thứ đang dần tồi tệ lên theo xu hướng biến đổi khí hậu. Lũ lụt đã xuất hiện thường xuyên hơn, mạnh hơn và gây ra thiệt hại lớn hơn. Thậm chí, những trận mưa lớn bắt đầu tấn công vào các vùng trước đây ít khi phải đối mặt với chúng. Ngay trước trận lũ lịch sử ở Trịnh Châu năm nay, vào tháng 6 ở Ho Tan, một thành phố ở vùng viễn Tây của Tân Cương, Trung Quốc cũng đã phải hứng chịu một trận mưa lớn kỷ lục. Điều đáng chú ý là Tân Cương là một vùng đất khô cằn và hiếm khi có mưa lớn. Người dân ước tính lượng nước trong chỉ một trận mưa hồi tháng 6 đã bằng tổng lượng mưa trong 2 năm ở Ho Tan cộng lại. Các hiện tượng thời tiết cực đoan cũng đã xảy ra ở nhiều vùng của Trung Quốc trong mùa hè này. Hàng trăm nghìn cư dân ở tỉnh Tứ Xuyên đã phải di rời từ đầu tháng 7 do lũ lụt và lở đất. Tổ chức Hòa Bình Xanh cho biết khi Trung Quốc đẩy mạnh tốc độ đô thị hóa, các thành phố của họ sẽ mọc lên song hành cùng với nguy cơ phải đối mặt với lũ lụt. Do đó, chuẩn bị cơ sở hạ tầng là một việc làm hết sức cần thiết. Thật đáng tiếc, đa số các công trình đô thị được xây dựng ở Trung Quốc từ trước đến nay đã không tính đến những trận lũ mà họ phải đối mặt trước ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Chẳng hạn như đường hầm cao tốc bị ngập nước ở Trịnh Châu được xây dựng từ năm 2011. Nó được thiết kế với một hệ thống bơm thoát nước riêng, có thể hứng chịu những trận mưa lịch sử nửa thế kỷ mới có một lần. Nhưng rõ ràng, trận mưa lớn tuần trước là một sự kiện được đánh giá là ngàn năm có một. Việc nó áp đảo cơ sở hạ tầng và gây ra ngập lụt là điều không thể tránh khỏi. Giang Mi, một chuyên gia thời tiết tại Cục Khí tượng Bắc Kinh cho biết, Mi ước tính ngay cả một hệ thống thoát nước nổi tiếng như ở Tokyo cũng sẽ không thể xử lý được trận mưa tuần trước ở Trịnh Châu. Nếu họ có một hệ thống giống Tokyo để thoát được 200 mét khối nước mưa mỗi giây, Trịnh Châu cũng sẽ phải mất 6.000 giờ để thoát được 4,59 tỷ mét khối nước đã rơi xuống thành phố trong tuần trước. Đó thực sự không phải chỉ là vấn đề của riêng Trung Quốc. Ngay tuần trước ở châu Âu, một trận lũ lịch sử cũng đã xảy ra ở Đức và khiến 196 người thiệt mạng. Vùng Bavaria thuộc miền đông nước này đã hứng chịu một trận mưa 150mm, tương đương với lượng nước rơi xuống trong vòng 2 tháng. Kai Zoede, một nhà thủy văn học người Đức cho biết châu Âu từng hứng chịu nhiều đợt mưa lũ lớn. Song lượng nước khổng lồ và sự tàn phá kinh hoàng của trận lụt lần này là chưa từng thấy trong lịch sử. Quang cảnh lũ lụt ở Đức cũng chẳng khác gì Trịnh Châu. Biển nước đã nhấn chìm đường tàu hỏa, ô tô và nhà cửa. John Butkey, một tài xế của Hội Chữ Thập Đỏ tham gia công tác cứu hộ ở miền Tây nước Đức cho biết, thật là sốc và tôi phải nói là thật đáng sợ. Một khung cảnh ma quái, tất cả người đã biến mất và xung quanh chỉ toàn là rác rưởi. Tôi không thể tưởng tượng nổi điều này đang xảy ra ở Đức, một nghiên cứu trên tạp chí Geophysical Research Letters công bố ngày 30 tháng 6 cho biết biến đổi khí hậu sẽ làm tăng số lượng cơn bão lớn tấn công châu Âu. Không chỉ có vậy, những cơn bão này sẽ di chuyển chậm và có thể tồn tại lâu hơn để tạo ra mưa lớn kéo dài và lũ lụt. Khi bầu khí quyển ấm lên cùng với sự thay đổi khí hậu,
nó cũng giữ được nhiều hơi nước hơn, có nghĩa là khi các đám mây mưa tan vỡ, lượng nước được giải phóng sẽ ngày càng lớn. Theo tính toán bằng mô phỏng máy tính của các nhà khoa học, từ nay cho đến cuối thế kỷ, các cơn bão như vậy có thể xảy ra ở tần suất thường xuyên hơn gấp 14 lần so với hiện nay. Trên phạm vi toàn cầu, báo cáo đánh giá lần thứ 5 của Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu cho thấy nguy cơ lũ lụt cũng sẽ gia tăng trong những năm tới. Trong một kịch bản nghiêm trọng nhất với mức gia tăng dân số và phát thải khí nhà kính cao, nhiệt độ trung bình toàn cầu sẽ tăng thêm 4 độ C và lũ lụt được dự báo sẽ ảnh hưởng đến thêm 2,4 triệu người mỗi năm, nhiều nhất ở Hoa Kỳ, châu Á và châu Âu. Vào cuối thế kỷ này, Trung Quốc được dự báo sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi lũ lụt, với 40 triệu người bị ảnh hưởng và thiệt hại 130 tỷ đô la mỗi năm. Điều đó đặt ra cho họ những nhiệm vụ cấp bách nếu không muốn những sự kiện như ở Trịnh Châu lặp lại. Fred H. Teman, nhà khoa học đến từ Viện Nghiên cứu Tác động Khí hậu Potsdam cho biết, bạn cần các biện pháp kỹ thuật, củng cố các con đê và các rào cản lũ. Nhưng chúng ta cũng cần tu sửa các thành phố, gia cố đê bao và nhà ở, đường xá và cơ sở hạ tầng đô thị có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu sẽ tốn hàng tỷ USD. Nhưng những video quay lại cảnh hàng chục người Trung Quốc tuyệt vọng trong một toa tàu điện ngầm ngập nước, hoặc những người Đức khóc trong sợ hãi khi bùn và mảnh vỡ quét qua thị trấn có từ thời Trung Cổ của họ cho thấy rõ cái giá phải trả nếu các chính phủ không làm gì. Trước hết họ, các chính phủ, nên nhận ra rằng cơ sở hạ tầng mà họ đã xây dựng trong quá khứ hoặc thậm chí là những cơ sở gần đây rất dễ bị ảnh hưởng bởi những hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như thế này. Eduardo Azaza, phó giáo sư và đồng giám đốc tại Viện Chính sách nước tại Trường Lý Quang Diệu, Singapore nhấn mạnh, chỉ 2 tháng trước, chính quyền tỉnh Hà Nam đang xúc tiến đầu tư vào một dự án đường hầm thông minh, một đường hầm cao tốc 4 làn xe giống với đường hầm ở Trịnh Châu đã bị ngập. Trong đó, họ sẽ lắp đặt các cảm biến có thể được sử dụng để theo dõi và định vị chính xác bất kỳ người hoặc phương tiện nào cũng như giám sát chặt chẽ các máy bơm nước của đường hầm. Một hệ thống trí tuệ nhân tạo có thể được sử dụng để phân tích ngay lập tức các vấn đề và đề xuất giải pháp, bao gồm cả giải pháp chống ngập. Nhiều người dân Trịnh Châu đã tiếp tục quay và tường thuật hoạt động cứu hộ lên trên mạng xã hội Weibo. Tôi chưa bao giờ chứng kiến một trận lụt lớn như vậy. Trong những mùa lũ trước, nước chưa bao giờ dâng cao quá 2 bậc thềm vỉa hè. Liu Chu, 50 tuổi, chủ của một cửa hàng tạp hóa nhỏ ở ngay đầu đường hầm cho biết, nhưng lần này, nước đã tràn cả vào cửa tiệm của bà và khiến chiếc tủ đông đựng kem nổi lềnh bềnh. Về phần mình, ông Zhang, người lính biệt kích giải ngũ chạy xe cao cao đã được hãng này tặng một chiếc xe điện mới trị giá 25.000 đô la vì hành động cứu người dũng cảm của mình. Nhưng phần thưởng chưa được trao, bởi Giang trước đó đã phải vội về quê nhà của mình. Một ngôi làng ở phía bắc Trịnh Châu cũng sắp bị ngập do hồ chứa nước gần đó vẫn đang xả lũ. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để nhận được những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình. Sông Liễu Giang ở Quảng Tây hứng chịu trận lũ kéo dài 34 năm vượt qua mức cảnh báo 7 mét. Và lúc 21 giờ 15 phút tối ngày thứ Tư, mực nước sông Liễu Giang ở Quảng Tây đã vượt mức cảnh báo 7 mét, đạt 89,5 mét. Tốc độ dòng chảy tương ứng là 26.500 mét khối mỗi giây, trận lũ 20 năm mới có một lần. Trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ An Hán của khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đã nâng cấp ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp 3 lên cấp 2 để đảm bảo công tác kiểm soát lũ lụt và cứu trợ lũ lụt diễn ra thuận lợi. Các quận San Giang, Rong Sui và Rong An ở thượng nguồn sông Liu Giang đã gặp mưa lớn trong những ngày gần đây và mực nước sông Liu Giang ở thành phố Liễu Châu đã tăng vọt. Tính đến 17 giờ 15 phút ngày thứ Tư, mực nước đã lên tới 89,08 m, cao hơn mực nước cảnh báo 6,58 m, khiến hơn 300.000 người tại 34 thị trấn trong thành phố bị ảnh hưởng. Tại khu đô thị, nước lũ đã nhấn chìm tầng 2 của đường Bi Giang dọc bờ kè sông. Thông tấn xã Trung Quốc cho biết trận lũ 20 năm mới có một lần ập đến Liễu Châu, Quảng Tây trong 4 ngày. Tính đến 21 giờ 15 phút tối hôm đó, mực nước của sông Liễu Giang ở Quảng Tây đã vượt quá mực nước cảnh báo 7 m, cao tới 89,5 m. Nhưng do bị chặn bởi bờ kè chống lũ nên khu đô thị Liễu Châu vẫn bình an vô sự. Theo trụ sở kiểm soát lũ lụt và cứu trợ An Hán Liễu Châu, Liễu Châu là một trong 30 thành phố kiểm soát lũ lụt quan trọng trong cả nước và là một thị trấn công nghiệp quan trọng ở Quảng Tây. Giai đoạn đầu của kè kiểm soát lũ Liễu Châu được khởi công vào năm 1995, có vốn đầu tư hơn 1,2 tỷ nhân dân tệ, hoàn thành vào năm 2003.
Mực nước kiểm soát lũ của kè kiểm soát lũ Liễu Châu giai đoạn đầu là 91,46 m, giai đoạn 2 của dự án được bắt đầu xây dựng từ năm 2004 và hoàn thành vào năm 2011. Sau khi hoàn thành, nó có thể ngăn mực nước lũ cao tới 92 m. Mức lũ 89,5 m trong thảm họa lũ lụt này là mức lũ cao nhất sau khi hoàn thành giai đoạn đầu của kè kiểm soát lũ Liễu Châu. Người dân Liễu Châu từng nhiều lần trải qua lũ lụt, lần này bình tĩnh lạ thường. Cư dân trong thành phố đang sinh sống bình thường, các nhà máy vẫn sản xuất bình thường, các cửa hàng ở thành phố Liễu Châu đang hoạt động bình thường và chợ nông sản có đầy đủ các loại rau với giá ổn định. Ông Quê, một người gốc Liễu Châu nói với phóng viên, trước đây khi lũ lụt ở Liễu Giang đạt 82 mét, lũ sẽ tràn vào khu vực đô thị, các nhà máy sẽ đóng cửa và chúng tôi phải di chuyển. Bây giờ chúng tôi thấy lũ xối xả và chúng tôi có thể sống thoải mái. Tất cả là nhờ có kè kiểm soát lũ mới được xây dựng. Kể từ 20 giờ ngày cuối tuần trước, ba quận ở phía Bắc Liễu Châu lần lượt trải qua mưa xối xả đến mưa lớn, tạo thành đỉnh lũ lớn nhất lưu vực năm nay. Lượng nước cao nhất lên tới hơn 260 mm, gây lũ lụt diện rộng ở ba huyện phía Bắc Liễu Châu, thiệt hại tài sản gần 300 triệu nhân dân tệ. Chiều thứ tư, do ảnh hưởng của lượng mưa ở thượng nguồn và cục bộ mưa liên tục, Nam Ninh thuộc phủ khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây hứng chịu trận lũ lớn nhất cùng kỳ trong 100 năm qua. Sông Vĩnh Giang bị ngập lụt, Nam Ninh ban bố tình trạng khẩn cấp 3 cấp để ứng phó với lũ lụt đô thị. Và lúc 1 giờ chiều hôm đó, mực nước sông Vĩnh Giang ở Nam Ninh đã lên tới 74,02 m, cao hơn mức cảnh báo 1,05 m. Được biết, đây là trận lũ lớn nhất trong cùng thời kỳ kể từ khi trạm thủy văn Nam Ninh được xây dựng vào năm 1907. Theo dự báo của Cục Khí tượng, trong 2 ngày nữa ở Quảng Tây vẫn có mưa, mực nước sông Vĩnh Giang vẫn đang dâng cao. Tân Hoa Xã Nam Ninh cho biết, do lượng mưa liên tục ở thượng nguồn, đoạn Ngô Châu của sông Tây Giang ở Quảng Tây gần đây đã trải qua trận lũ đầu tiên kể từ mùa lũ năm nay. Lúc 8 giờ, mực nước tại trạm thủy văn Ngô Châu là 15,25 m, mỗi giờ dâng 12 cm. Chưa xác định được thời gian mực nước đạt đỉnh. Bị ảnh hưởng bởi rãnh cao, xoáy thấp và không khí lạnh mặt đất, Quảng Tây đã hứng chịu mưa lớn kể từ tuần trước. Từ 2 ngày qua, hầu hết Quảng Tây đều có mưa lớn, trong đó Ngọc Lâm, Belu, Kenshiu, Rongxian, Luchan và những nơi khác ở thượng nguồn sông Xinjiang có mưa lớn. Lượng mưa lớn ở nhiều nơi khác nhau ở thượng nguồn đã khiến mực nước ở đoạn Ngô Châu của sông Tây Giang dâng cao. Mực nước của trạm thủy văn Ngô Châu lúc 8 giờ ngày hôm kia là 9,27 m, 8 giờ ngày hôm qua là 12,11 m và sáng ngày hôm nay là 15,25 m, vẫn còn cách mực nước cảnh báo 3,25 m. Mực nước vẫn đang lên nhanh. Là một trong những thành phố kiểm soát lũ lụt trọng điểm của cả nước, thành phố Ngô Châu đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa cho công tác kiểm soát lũ lụt năm nay. Ngoài việc đẩy mạnh hoàn thành dự án bơm và gia cố một số đoạn đê kiểm soát lũ lụt ở thành phố Hê Đông và công tác kiểm tra, bảo dưỡng các công trình đê điều, cửa cống trong toàn đô thị đã tích cực làm tốt các mặt dự trữ vật tư, chống lũ đã được triển khai, nhân viên phòng chống lụt bão, nhân viên tuần tra đê điều đô thị sẵn sàng chi viện chống lũ, cứu hộ bất cứ lúc nào. Ngoài ra, Cục Dân chính Ngô Châu và chính quyền các quận cũng đã chuẩn bị cho việc tái định cư những người bị ảnh hưởng để đảm bảo an toàn cho người dân. Vào chiều ngày hôm nay, tại làng Siwe, thị trấn Betuan, huyện Liên Chen, tỉnh Phúc Kiến, 7 nhân viên của trang trại vịt trắng đảo Hê Xin đã được cứu hộ sau khi bị lũ mắc kẹt cả ngày và đêm và đã được giải cứu thành công. Theo báo cáo, sau khi nhận được lời kêu cứu của những người bị mắc kẹt, lãnh đạo các ban ngành liên quan ở huyện Lian Cheng, tỉnh Phúc Kiến đã nhanh chóng đến hiện trường để giải cứu. Đối mặt với mưa lũ dữ dội, lực lượng cứu hộ đã quyết định điều động một chiếc thuyền từ văn phòng kiểm soát lũ lụt huyện Lian Cheng để giải cứu khẩn cấp. Đến 13 giờ 30 phút, sau hơn 1 giờ khẩn cấp cứu hộ, 7 công nhân bị mắc kẹt đã được cứu vào bờ. Những ngày qua, huyện Lian Chen liên tục xảy ra mưa xối xả bắt đầu từ 2 ngày trước. Chỉ trong 2 ngày, lượng mưa đã lên tới hơn 120mm. Đến sáng ngày hôm nay, lũ vẫn chưa qua cầu và đường bên cạnh ngôi làng ở làng Siwe, huyện Lian Chen. Chiều rộng ban đầu hơn 300 ha, hòn đảo ở giữa sông cao hơn mặt nước chưa đến 100m2. Động đất ở Lan Khang, Myanmar. Trận động đất Lan Khang Kema xảy ra vào lúc 21 giờ 03 phút ngày 6 tháng 11 và một trận động đất mạnh 7,6 độ Richter ở Lan Khang Kema, tâm chấn nằm ở 22,8 độ kinh đông, 99,7 độ vĩ bắc và cường độ tâm chấn là 9. Đến 21 giờ 15 phút lại xảy ra một trận động đất khác mạnh 7,2 độ Richter, độ sâu tiêu điểm lần lượt là 13 km và 8 km, hai trận động đất cách nhau hơn 60 km.
Hai trận động đất này đã làm hư hại 20 quận, 299 thị trấn và 2.769 ngôi làng tự nhiên ở 5 quận Simao, Liancang, Baosan, Dihong và Singwabanma ở Tây Nam với các mức độ khác nhau. Hơn chục thị trấn ở các quận Lankang, Kepma và Kangwon bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo thống kê, diện tích chịu ảnh hưởng của thiên tai lên tới 91.700 km2, dân số bị ảnh hưởng lên tới hơn 5,16 triệu người, gần 2 triệu người mất nhà cửa, 748 người chết, 3.759 người bị thương nặng và 3.992 người bị thương nhẹ. 108 con gia súc bị chết, 412.000 ngôi nhà bị phá hủy, 704.000 ngôi nhà bị hỏng hoàn toàn và 742.800 ngôi nhà bị hư hại. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 2,75 tỷ nhân dân tệ. Động đất gây ra các vết nứt trên mặt đất, sạt lở và hóa lỏng đất. Các vết nứt trên mặt đất rộng 4-5m, vết dài nhất vài km, sạt lở đất đã chặn các con sông và hình thành các hồ chắn ở nhiều nơi. Mặt đường cao tốc có chỗ phồng lên, vết nứt hoặc hư hỏng nền. Đá lăn vùi lấp 10 km mặt đường quốc lộ, phủ kín ô tô và người đi bộ. Động đất núi Côn Lôn. Trận động đất núi Côn Lôn là trận động đất có cường độ 8,1 độ Richter xảy ra vào lúc 17 giờ 26 phút ngày 14 tháng 11 ở tọa độ 36,2 độ Vĩ Bắc, 90,9 độ Kinh Đông, có tâm chấn nằm ở dãy núi Côn Lôn, tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc. Đây là trận động đất lớn thứ hai ở Trung Quốc đại lục kể từ khi thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, chỉ đứng sau trận động đất 8,6 độ Richter ở Mendok, Tây Tạng vào ngày 15 tháng 8. Trận động đất được cảm nhận ở một số khu vực của Thanh Hải, Tứ Xuyên và Cam Túc. Đến 11 giờ ngày 15 tháng 11, tại khu vực động đất xảy ra nhiều dư chấn, khiến một số ngôi nhà tại khu vực trọng điểm động đất ở Thanh Hải bị sập. Nhiều điểm đứt gãy trên cao tốc Thanh Hải Tây Tạng thuộc quốc lộ 109 xuất hiện vùng nứt lớn ở núi Côn Lôn. Trận động đất mạnh 8,1 độ Richter ở dãy núi Côn Lôn chủ yếu được hình thành bởi vết nứt động đất chính trượt theo hướng Tây Bắc, đứt gãy động đất, nhánh xoắn mở rộng Đông Bắc, phình động đất và sự kết hợp thường xuyên của rạn nứt căng xoắn. Vị trí xảy ra trận động đất tương đối xa và không có thương vong xảy ra. Ngày 14 tháng 11 vừa qua, tuyến đường sắt Thanh Hải Tây Tạng vừa được khởi công xây dựng vào lúc 17 giờ 26 phút chiều trên đoạn gần phía tây đèo Côn Lôn, mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội và bị xé toạc. Giám sát của cục địa chấn Thanh Hải đã xác nhận rằng một trận động đất mạnh 8,1 độ Richter đã xảy ra ở dãy núi Côn Lôn vào ngày này. Do vị trí khó tiếp cận nên trận động đất mạnh không gây thương vong. Trận động đất này là trận động đất lớn nhất ở Trung Quốc đại lục kể từ khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Trận động đất được cảm nhận ở một số khu vực Thanh Hải, Tứ Xuyên và Cam Túc. Bất thường trước trận động đất. Trước trận động đất, động vật hoang dã có nhiều hành vi bất thường, các cột điện dọc theo quốc lộ 109 đầy chim cắt, rẻ cùi lưng nâu và các loài chim khác bay về vào buổi tối các ngày trong tuần, nhưng không một con chim nào được nhìn thấy trong những ngày trước trận động đất. Số lượng bò Tây Tạng hoang dã được phân phối trong khu bảo tồn vào đầu mùa đông của những năm trước không vượt quá 400 con, nhưng trong tuần trước trận động đất, có một số lượng lớn bò Tây Tạng hoang dã ở phía nam Hồ Kusai và phía tây bắc Udaoliang. Và nhóm lớn nhất là hàng ngàn cái đầu linh dương Tây Tạng. Trái ngược với sự ngoan ngoãn trước đây của nó chạy xung quanh như điên. Theo Wang Yutai, người phụ trách bảo vệ sông Chuma trên đường Udaoliang, vào ngày 12 tháng 11, họ đã nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Các nhóm linh dương Tây Tạng, lừa hoang Tây Tạng, bò Tây Tạng và các loài động vật có vú nhỏ đang tranh giành nhau ở vị trí đầu tiên khi di cư về phía đông, xa tâm chấn dọc theo đường cao tốc Thanh Hải Tây Tạng. Nguyên nhân động đất. Trận động đất mạnh 8,1 độ Richter ở dãy núi Côn Lôn chủ yếu được hình thành bởi vết nứt động đất chính trượt theo hướng Tây Bắc, đứt gãy động đất nhánh xoắn mở rộng Đông Bắc, phình động đất và sự kết hợp thường xuyên của rạn nứt căng xoắn. Phào địa chấn dài 5-30m, rộng 1-15m, cao 0,2-2m, vết nứt động đất từ 30-50m, dài 25-40m và sâu 0,5-6m. Ở phía tây của đường cao tốc Thanh Hải Tây Tạng, các dãy nhỏ trên vùng đồng bằng sông cao, lòng sông và sườn đồi bị dịch chuyển sang trái 2,6-4,8m do đứt gãy động đất và các đập nhân tạo bị dịch chuyển sang trái 3,2m. Ở phía đông của đường cao tốc Thanh Hải Tây Tạng, cáp quang và đường dẫn vào công trình đường sắt đã bị dịch chuyển 3,5m về phía bên trái do đứt gãy động đất. Đồng thời, các thềm sông và vùng đồng bằng ngập lụt lần lượt dịch chuyển về bên trái 4,3m
và 3 mét, điều kiện thành phần của cấu trúc địa kỹ thuật và tính chất cơ học của các công trình kỹ thuật có liên quan chặt chẽ với nhau. Bây giờ đang là mùa mưa ở miền Nam và là một mùa thu se lạnh. Không chỉ An Huy mà tỉnh Giang Tây cũng hứng chịu mưa lớn. Trong trận mưa lớn này, người đi bộ cũng bị lũ cuốn trôi. Theo các báo cáo, vào ngày 8 vừa qua, một cơn mưa xối xả đã xảy ra ở thành phố Kiều Giang, tỉnh Giang Tây với lượng mưa lớn nhất là 250-260mm. Toàn bộ khu vực bị lũ lụt nghiêm trọng, ô tô đậu bên đường đập vào cửa sổ. Khi người dân đang chụp ảnh đường phố ngập lụt, họ bất ngờ nhìn thấy người đang bị cuốn đi giữa dòng nước lũ. Người đi đường bị lũ cuốn trôi, trôi xuôi theo dòng nước, không biết mình sẽ đi về đâu. Những người dân quay cảnh này khi nhìn thấy cảnh này đã rất lo lắng, run rẩy, ôm lấy anh trai của mình và hét lên hoảng sợ. Người đàn ông này không biết bơi. Những người phát hiện người đi đường này bị nước cuốn trôi, đứng ngay tại nơi người đi bộ bị nước cuốn trôi, chờ thời cơ, sẵn sàng dùng dụng cụ hỗ trợ bất cứ lúc nào. Cuối cùng, người đi bộ cũng đã được lực lượng cứu hộ giải cứu an toàn. Mưa xối xả ở tỉnh Giang Tây rất mạnh. Ở làng DC Poyang, một tòa nhà đã bị lũ phá hủy ngay lập tức. Ngoài mưa xối xả, còn có thời tiết đối lưu như sấm sét và lượng mưa lớn. Sau khi đoạn video trực tuyến này được đăng lên mạng, nhiều người dùng Internet đã rất quan tâm đến việc người này có đăng nhập hay không. May mắn thay, mọi người đều nghe thấy câu trả lời đầy chân thật. Rất nhiều người trên mạng nói năm nay là một năm dị thường, cũng là một năm thường xuyên có tai họa. Năm nay là năm như thế nào? Tại sao có quá nhiều thảm họa xảy ra? Trên thực tế, không có ai là không sợ hãi về thảm họa. Điều khủng khiếp là liệu chúng ta có học được gì từ thảm họa hay không? Liệu chúng ta có quý trọng trái đất và liệu chúng ta có để lại môi trường sống tốt đẹp cho thế hệ tương lai hay không? Ngoài ra, trong năm thiên tai này, chúng ta cũng phải chung sức bảo vệ tổ ấm của mình để cả đời con cháu chúng ta không phải hối tiếc mùa hè ở Trung Quốc. Theo một video được đăng tải trên Internet gần đây cho thấy, hồ chứa nước Long Đường ở biên giới Quý Châu và Quảng Tây đã bị vỡ kè. Dòng nước chảy xiết dâng cao gây ra sóng lớn, người dân địa phương đã phải chạy nhanh đến nơi có địa hình cao hơn. Mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc đã gây ra lũ lụt ở nhiều tỉnh. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc lại cố tình làm nhẹ đi tính nghiêm trọng của tình hình thiên tai, mà chỉ tập trung vào tình trạng hỗn loạn ở Hoa Kỳ. Vào ngày 11, một video được đăng tải trên Weibo cho thấy đám đông người đang di chuyển lên chỗ có địa hình cao hơn, trên đường cái xuất hiện một dòng người kéo dài. Hầu hết mọi người đi bộ, cũng có người đi xe đạp hoặc lái xe ô tô, trong đó có những chiếc xe chở đầy người ở phía sau. Người quay phim giải thích bằng tiếng địa phương rằng hồ chứa nước Long Đường và nhà máy điện bị sập, mọi người đều chạy lên sườn núi, ở đây đều bị ngập lụt hết. Một số cư dân mạng đăng video lên Twitter của người nước ngoài và đính kèm một bản dịch hoàn chỉnh dòng trạng thái trên video. Có người xem, nghe hiểu được và đã dịch ra đại ý của lời nguyên gốc trong video. Hồ chứa Long Đường bị vỡ, hiện giờ quần chúng nông dân và những người có xe cộ đang tháo chạy đến Gia Châu, thật là quá thảm mà. Lần này hồ chứa nước bên này thì bị vỡ, trạm phát điện thì bị sập. Bây giờ mọi người trên đường đều đang tháo chạy lên chỗ dốc, bên này toàn bộ đều đã bị ngập hết cả rồi. Ngoài ra, có một đoạn video cận cảnh về trận lụt được cho là bờ kè của hồ chứa Long Đường ở Quý Châu. Video cho thấy dòng nước chảy xiết lao xuống từ ngọn núi sau khi bị chặn bởi tòa nhà, nó đã gây ra một làn sóng lớn. Người quay video thỉnh thoảng kinh hãi kêu lên. Đoạn video còn cho thấy do cơn lũ ập tới bất ngờ nên người dân địa phương có thể không kịp sơ tán trước. Theo tài liệu công khai, có một hồ chứa nước tên là Long Đường ở huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu, nằm giữa huyện Nam Đan thuộc tỉnh Quảng Tây và tỉnh Quý Châu. Tin tức về hồ chứa nước Long Đường bị sập vẫn chưa được truyền thông Trung Quốc báo cáo chính thức và vẫn không cách nào xác định tính xác thực của tin tức tại thời điểm này. Vào ngày 11, các phương tiện truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã trích dẫn một báo cáo mới từ chính phủ nói rằng trên toàn quốc tổng cộng có 148 con sông có mực nước đã vượt quá mức cảnh báo, lưu vực sông Châu Giang và một số nơi đã xảy ra lũ lụt. Tuy nhiên, theo tin tức lan truyền trên Internet, thì 11 tỉnh bao gồm Quảng Tây, Quý Châu, Quảng Đông, Giang Tây, Hồ Nam và Phúc Kiến bị lũ lụt nghiêm trọng, thậm chí nhiều thành phố bị ngập lụt và đường phố biến thành sông. Phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ nói chung chung về con số thảm họa, không có thông tin chi tiết về trận lụt. Các chương trình TV, trang web và trang báo chính thức vẫn lấy các cuộc bạo loạn và dịch bệnh ở Hoa Kỳ làm chủ đạo, khiến cư dân mạng Trung Quốc thở dài và không biết họ sống ở Trung Quốc hay Hoa Kỳ nữa. Động đất ở Panjihua.
Thưa quý vị, vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 12, một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter đã xảy ra tại ngã ba của huyện Renyi, thành phố Panjiwa, tỉnh Tứ Xuyên và huyện Huli, quận tự trị Langsanji, tỉnh Tứ Xuyên với độ sâu tiêu cự là 10 km, tâm chấn có tọa độ 26,2 độ vĩ bắc, 101,9 độ kinh đông. Tính đến 16 giờ 53 phút ngày 13, trận động đất đã làm 7 người chết và nhiều người bị thương ở Tứ Xuyên và Vân Nam. Tổng số có 9 người chết và 16 người bị thương, trong đó ở Panjiwa Tứ Xuyên là 3 người chết và 1 người bị thương, ở tỉnh Langsan Tứ Xuyên là 3 người chết và 4 người bị thương, ở tỉnh Choseong, Vân Nam có 3 người chết và 11 người bị thương nặng. Tính đến 21 giờ ngày 13, trận động đất mạnh 6,1 độ Richter tại Phan Chi Hoa, tỉnh Tứ Xuyên đã làm 21 người thiệt mạng và 113 người bị thương, trong đó có 4 người chết ở Phan Chi Hoa, Tứ Xuyên và hàng chục người bị thương, 11 người chết ở Lương Sơn, Tứ Xuyên và 12 người bị thương. Tính đến 9 giờ 30 phút ngày 14, trận động đất mạnh 6,1 độ Richter tại Phan Chi Hoa, tỉnh Tứ Xuyên đã khiến 24 người thiệt mạng và gần 300 người bị thương. Trong đó, 19 người chết và 190 người bị thương ở tỉnh Tứ Xuyên, 5 người chết và 108 người bị thương ở khu tự trị Choseongji, tỉnh Vân Nam. Phòng trực ban của Cục Quản lý Động đất Trung Quốc đã báo cáo vào ngày 14 rằng, theo báo cáo từ Cơ quan Quản lý Động đất tỉnh Tứ Xuyên và tỉnh Vân Nam, tính đến 11 giờ ngày 14, trận động đất mạnh 6,1 độ Richter ở Phan Chi Hoa đã giết chết 36 người và 506 người thiệt mạng, trong đó 25 người chết và 238 người bị thương ở huyện Huli, tỉnh Tứ Xuyên, 5 người chết và 132 người bị thương ở thành phố Phan Chi Hoa. 6 người chết và 132 người bị thương ở quận tự trị Choseongji, tỉnh Vân Nam và 4 người bị thương ở huyện Lukwan, thành phố Côn Minh. Theo báo cáo của Cục Phòng chống động đất và giảm nhẹ thiên tai thành phố Phan Chi Hoa, hơn 15.000 ngôi nhà ở thành phố Phan Chi Hoa bị hư hại, hơn 200 ngôi nhà bị sập, 9 hồ chứa bị hư hại và 13 ao ở Samping bị hư hại. Tình hình thiên tai ở tỉnh Langsan và Choseong, Vân Nam đang được xác minh. Thành phố Phan Chi Hoa, tỉnh Tứ Xuyên, nơi chịu ảnh hưởng của trận động đất 6,1 độ Richter đã đưa ra thông báo tất cả các trường tiểu học ở thành phố Phan Chi Hoa của Trung Quốc thông báo lịch tạm nghỉ học. Theo Shen Yiquang, Phó Giám đốc Văn phòng Sở Giáo dục thành phố Phan Chi Hoa, có gần 500 trường tiểu học Trung Quốc, bao gồm cả trường mẫu giáo và trường trung học cơ sở dạy nghề trong thành phố, với 150.000 học sinh. Thành phố Phan Chi Hoa nằm ở phía tây nam tỉnh Tứ Xuyên, nơi hợp lưu của sông Kim Sa và sông Á Long, là một thành phố công nghiệp thép mới nổi ở Tứ Xuyên, tọa độ địa lý là 101,08 đến 102,15 kinh độ đông và 26,05 đến 27,21 vĩ độ bắc. Nó được bao bọc bởi ba quận Huli, Đê Trang và Giang Wan ở quận tự trị Langsanji ở phía đông và phía bắc và giáp với các quận Ni Lang, Hupan và Yongren của tỉnh Vân Nam ở phía tây và nam. Tổng diện tích là 7.440 km2, tổng dân số là 1,5798 triệu người. Trận động đất Phan Chi Hoa vào ngày 12 đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng ở khu tự trị Choseongji, tỉnh Vân Nam. Hiện tại, chính quyền Chongxi đã phân bổ khẩn cấp 3,5 triệu nhân dân tệ để cứu trợ thiên tai và các sở ban ngành khác nhau trong bang cam kết toàn tâm toàn ý cứu trợ động đất. Sau trận động đất, các sở ban ngành ở các cấp của tỉnh Choseong đã khẩn trương hành động, thực hiện nhiều biện pháp để tổ chức cứu trợ động đất và thành lập 5 tổ công tác để đến huyện Yamu, huyện Yongren, huyện Huding, huyện Dayao và huyện Munding ở tỉnh Choseong để tổ chức công tác cứu trợ động đất. Đồng thời, chính quyền tỉnh Choseong đã phân bổ 3,5 triệu nhân dân tệ trong quỹ khẩn cấp, 3.700 chiếc lều, 1.000 chăn bông và 2.000 bộ quần áo. Huyện Yamu khẩn trương phân bổ 200.000 nhân dân tệ để hỗ trợ khẩn cấp 35 tấn lương thực, 180 chăn mền. Quận Yongren khẩn cấp phân bổ 1,1 triệu nhân dân tệ vào quỹ khẩn cấp, 500 chăn bông, 526 lều và 200 bộ quần áo. Quận Dayao khẩn trương phân bổ 200.000 nhân dân tệ vào quỹ khẩn cấp. Vào sáng sớm ngày 13, Sở Y tế tỉnh Vân Nam đã cử một nhóm gồm 16 chuyên gia y tế đến khu vực bị động đất ở Choseong. Sở Y tế tỉnh Choseong đã cử 47 thành viên đội cấp cứu y tế và y tế đến huyện Monjo, huyện Yongren và huyện Yudi để điều trị cho những người bị thương. Hiện có 69 người bị thương đang được điều trị trong bệnh viện. Đồng thời, chính quyền tỉnh Choseong đã phân phát 2.000 kg thuốc tẩy và 58.000 gói chất khử trùng cho khu vực bị thiên tai để vệ sinh và khử trùng. Đồng thời, một đơn vị đóng quân ở Choseong đã cử 660 sĩ quan, binh sĩ và 590 đội khẩn cấp dân quân tham gia cứu trợ thiên tai. Công ty trách nhiệm hữu hạn cung cấp điện Yamu đã thành lập một đội cứu hộ gồm 18 người và khẩn trương đến thị trấn Yangji, huyện Yamu để kiểm tra và sửa chữa lưới điện bị hư hỏng.
thị trấn Changji lưới điện đã sửa chữa xong và trở lại bình thường. Ngoài ra, vào sáng ngày 13, Hội Chữ Thập Đỏ Trung Quốc đã gửi 3.000 chiếc chăn trải giường, 300 hộp máy lọc nước và 500 bộ dụng cụ khẩn cấp gia đình từ Trung tâm ứng phó và cứu trợ thảm họa Chữ Thập Đỏ Vân Nam đến khu vực bị động đất. Thưa quý vị, tối ngày 15 vừa qua, một trận động đất mạnh 5,8 độ Richter đã xảy ra tại vùng biển huyện Nghi Lan, tỉnh Đài Loan. Phạm vi chấn động lan sang khu vực Triều Sơn, một số người dân Triều Châu cho biết họ cảm thấy chấn động. Khoảnh khắc xảy ra động đất, một người dân Triều Châu đã quay video để chứng kiến cú sốc tối nay. Tác động của trận động đất này không lớn lắm, nhưng người dân Triều Châu vẫn có thể cảm nhận được trận động đất. Trận động đất ở Triều Sơn ở Đài Loan gần như là một cú sốc hàng năm và họ đã quen với nó. Theo đo lường chính thức của mạng lưới động đất Trung Quốc vào lúc 21 giờ 19 phút ngày 15, một trận động đất mạnh 5,8 độ Richter ở vùng biển huyện Nghi Lan, Đài Loan với độ sâu tiêu cự 80 km, tâm chấn cách thị trấn Yangwei 19 km, cách thị trấn Huje 21 km, cách thị trấn Ludong 23 km, cách thị trấn Tucheng 24 km, cách thành phố Jilan 24 km, cách huyện Jilan 24 km và cách thành phố Đài Bắc 57 km. Độ cao trung bình trong phạm vi 5 km tính từ tâm chấn là khoảng 68 m. Vào mùa hè năm nay, lưu vực sông Hoài Hà phải đối mặt với trận lũ hiếm gặp trong lịch sử, chỉ đứng sau trận lụt năm 1954. Nhiều thành phố và khu vực lớn đã hứng chịu những trận mưa xối xả hiếm gặp và thảm họa nghiêm trọng đã xảy ra. Đây là trận lũ trên toàn lưu vực chỉ đứng sau trận năm 1954 kể từ khi thành lập Trung Quốc, và cường độ của trận lũ còn vượt xa trận lũ lịch sử năm 1991 và 2003. Trong một thời gian, sông Hoài Hà lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của xã hội và tâm điểm của giới truyền thông. Năm nay, lưu vực sông Hoài Hà đã bước vào mùa lũ chính. Từ gần một tháng nay, lưu vực sông Hoài Hà liên tục có mưa lớn, tổng lượng mưa phổ biến từ 200-400 mm, trong đó ở Nam Hà Nam, Trung và Bắc An Huy, Trung và Tây Giang Tô, lượng mưa là 400-600 mm, lượng mưa thường cao hơn bình thường từ 50% đến 2 lần trong cùng kỳ. Và Tương Dương, Hà Nam, lượng mưa lớn gấp 3 lần. Lượng mưa trung bình ở lưu vực sông Hoài Hà đạt 465,6 mm, vượt quá cùng kỳ năm 2003 và năm 1991, chỉ thấp hơn năm 1954 và cao thứ hai trong cùng kỳ kể từ năm 1953. Do cường độ cao và thời gian mưa kéo dài, sông Hoài Hà đã trải qua một trận lũ trên toàn lưu vực sau khi thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, chỉ đứng sau trận đó vào năm 1954. Vương Gia Bá có 4 đỉnh lũ vượt quá thời gian cảnh báo với tổng cộng 26 ngày và 10 vùng lũ lụt. Bị ảnh hưởng bởi mưa lớn và lũ lụt, hơn 26 triệu người ở An Huy, Giang Tô, Hà Nam và các tỉnh khác bị ảnh hưởng bởi thiên tai, hơn 30 người chết và hơn 1,1 triệu người phải di dời và tái định cư khẩn cấp, hơn 2 triệu hecta diện tích mùa màng bị ảnh hưởng, trong đó hơn 600.000 hecta bị tàn phá, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới hơn 17 tỷ nhân dân tệ. Năm nay, thời kỳ tập trung lượng mưa lớn ở lưu vực sông Hoài Hà có thể tạm chia thành 4 thời kỳ. Từ ngày cuối tháng trước đến ngày 7 là thời kỳ mưa kéo dài nhất và lượng mưa lớn nhất trong đợt lũ sông Hoài Hà năm nay. Lượng mưa trong quá trình này chủ yếu tập trung ở phía Đông Bắc Hồ Bắc, Đông Nam Hà Nam, Bắc Trung Bộ An Huy và Bắc Trung Tâm Giang Tô và vị trí của vành đai mưa trùng với lưu vực sông Hoài Hà. Lượng mưa thường dao động từ 200-400 mm, trong đó lượng mưa dọc theo sông Hoài Hà ở An Huy và phía Tây sông Hoài Hà ở Giang Tô đạt 450-550 mm. Từ ngày 10 đến ngày 11 có mưa to đến rất to ở Nam Hà Nam, Đông Bắc Hồ Bắc, Bắc An Huy và Tây Bắc Giang Tô, mưa lớn cục bộ thường có lượng mưa từ 50-100 mm, trong đó Nam Hà Nam và Đông Bắc Hồ Bắc, lượng mưa trong khu vực đạt 120-170 mm. Trung tâm lượng mưa lớn trong quá trình này chủ yếu nằm ở thượng lưu, lưu vực sông Hoài Hà, lượng mưa ở trung và lưu tương đối ít. Từ ngày 15 đến ngày 17, tâm mưa lớn nằm ở phía Đông Bắc An Huy và phía Nam Hà Nam. Lượng mưa lớn nhất ở trung tâm là 202 mm ở huyện U Huê, tỉnh An Huy và 166 mm ở huyện U Gang, tỉnh Hà Nam. Lượng mưa hàng ngày ở huyện U Huê, tỉnh An Huy vào ngày 19 với lượng mưa đạt 155,8 mm. Từ ngày 20 đến ngày 22, khu vực Tây Nam, lưu vực sông Hàn Thủy, lưu vực sông Giang Hoài có mưa lớn. Trong đó, Đông Bắc Hồ Bắc, Đông Nam Hà Nam, Trung và Bắc An Huy, Tây Bắc Giang Tô có mưa lớn từ 40-60 mm,
có nơi 80-100mm. Đây là đợt mưa lớn cuối cùng trên lưu vực sông Hoài Hà trong mùa lũ năm nay. Cho đến nay, mùa Meiyuan trên lưu vực sông Hoài Hà đã kết thúc. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa, đã có 4 trận lũ lớn ở dòng chính của sông Hoài Hà. Toàn bộ dòng chính sông Hoài Hà đã vượt mức nước cảnh báo. Mực nước cao nhất đoạn từ Wang Jiaba đến Bạm Phụ trên dòng chính sông Hoài Hà đã vượt mực nước cảnh báo từ 1,08m đến 3,52m. Mực nước đo được 24 ngày trước, từ đó đến nay đã trải qua 26 ngày vận hành mực nước siêu báo động. Kể từ khi mùa lũ năm nay bắt đầu, trạm thủy văn Huahui Yang Yaba đã trải qua 4 đỉnh lũ, mực nước đỉnh lũ cao nhất là 29,59m. Khu vực chứa lũ Menghua bắt đầu tích trữ nước lũ. Tính đến ngày hôm nay, dòng chính của sông Hoài Hà đã vượt qua mức nước cảnh báo trong 18 ngày và mực nước đã vượt mức nước cảnh báo từ 0,5m đến 1,8m. Một đợt mưa lớn mới bắt đầu vào ngày 11 đã tấn công nhiều huyện và thành phố ở Quảng Tây, gây lũ lụt ở một số khu vực bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn này. Quận Yangshu ở Quảng Tây đã phải hứng chịu một trận lũ lụt thảm khốc hiếm có trong lịch sử. Vào khoảng 13 giờ ngày 13, mực nước tại ga Yangshu trên sông Lệ Giang đạt 112,3m, cao hơn mực nước cảnh báo 3,3m, vượt quá mực nước cao nhất từng đo được trong lịch sử và phần lớn quận bị ngâm trong nước. Động đất tại Lệ Dương. Thưa quý vị, vừa qua đã xảy ra một trận động đất mạnh 6 độ Richter xảy ra ở huyện Lệ Dương, tỉnh Giang Tô vào ngày 9. Ngày 12, một trận động đất khác ở khu vực này cũng đã xảy ra trận động đất 5,5 độ Richter. Tâm chấn của hai trận động đất chỉ cách nhau 3 km, độ sâu tiêu cự của hai trận động đất cũng tương đương nhau, có thể coi là động đất tương đồng. Mặc dù nó có cường độ trung bình, nhưng nó cũng đã gây ra những thảm họa tương đối nghiêm trọng và tác động xã hội lớn hơn. Khu vực Lệ Dương chưa từng xảy ra trận động đất mạnh nào trong lịch sử, vì vậy hai trận động đất liên tiếp trong thời gian ngắn mặc dù cường độ vừa phải nhưng đã gây ra thảm họa tương đối nghiêm trọng và các tác động lớn. Do khu vực tâm chấn thiếu vật liệu xây dựng nên thường dùng tường đất, tường kẹp, tường xô rỗng, chịu lực, cường độ không đủ, chất lượng nhà ở kém, nhiều nhà sập. Trận động đất làm 41 người chết, 500 người bị thương nặng, 2.900 người bị thương nhẹ và 12.000 con gia súc bị mất. Hơn 20.000 người và 340.000 ngôi nhà ở nông thôn bị sập và hư hỏng. 9 hồ chứa nước với dung tích hơn 1 triệu mét khối bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau. Hàng trăm cống, cửa, cống bị hư hỏng, hàng chục cây cầu bị hư hại hoàn toàn. Trận động đất được cảm nhận ở các thành phố bao gồm Từ Châu, Thượng Hải, Vũ Hán, Nam Xương, Nam Kinh và Hợp Phì. Các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của hai trận động đất ở Lệ Dương chủ yếu là các vùng nông thôn và các khu vực xảy ra động đất nghiêm trọng là nơi tập trung đông dân cư. Trong trận động đất năm 1979, 16 trong số 41 xã của huyện bị thiệt hại nặng nề. Theo thống kê sơ bộ, trận động đất này đã làm 41 người chết trong khu vực thiên tai, 500 người bị thương nặng và 2.900 người bị thương nhẹ, hơn 12.000 gia súc bị mất, 340.000 ngôi nhà ở nông thôn bị sập và hư hại, gấp 14-15 lần so với con số bị phá hủy trong trận động đất năm 1974. 15 hồ chứa có dung tích hơn 1 triệu mét khối được xây dựng trong khu vực động đất bị hư hại và 9 trong số đó đã bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Ngoài ra, hơn 500 cống, cửa cống bị hư hỏng, 20 cây cầu bị hỏng chung. Trận động đất ở huyện Lệ Dương đã ảnh hưởng đến một số khu vực rộng lớn, tâm chấn ở các xã Yuchen, Sangpai và Sangsing ở huyện Liyang, 20 xã và thị trấn gần tâm chấn bị hư hại ở các mức độ khác nhau, một số ngôi nhà bị sập. Vào đêm xảy ra trận động đất, các đội y tế từ quận Trấn Giang, thành phố Trấn Giang ở Sở Y tế Giang Tô, Bệnh viện Tháp Chống Nam Kinh, Quân đội Nam Kinh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Giang Tô đã ngay lập tức đến khu vực xảy ra thảm họa để cấp cứu những người bị thương, tiến hành các chuyến khám bệnh và thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh sau thiên tai. Quận Yurong, lân cận cũng cử một đội y tế tới hiện trường. Quân đội Nam Kinh cũng cử hơn 700 chỉ huy và máy bay chiến đấu đến các khu vực bị động đất để giúp người dân xây dựng những nơi trú ẩn chống động đất. Trong vài ngày qua, các bộ phận liên quan ở huyện Liang, Trấn Giang và tỉnh đã liên tục vận chuyển các đồ dùng hàng ngày như nồi và bát, các vật dụng cứu trợ thiên tai như tre mô xô, màng nhựa và dây chỉ đến khu vực bị thiên tai, giúp đỡ người dân sắp xếp cuộc sống của họ. Quý vị thân mến, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 12 cũng có hai trận động đất xảy ra ở quận này với cường độ 5,5 độ Richter và cường độ 6 đến 7 độ Richter. Trận động đất xảy ra đột ngột, khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất rộng và thiệt hại nghiêm trọng. Theo báo cáo từ nhiều nơi và khảo sát thực địa, 9 xã bao gồm Sangpai, Sangsing, Xinchang, Tangqiao, Daxi, Qingfeng, Nandu và Yuchen đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo thống kê, đến chiều ngày 13, trên địa bàn quận có tổng cộng 8 người chết,
26 người bị thương nặng và hơn 180 người bị thương nhẹ. Có hơn 6.200 ngôi nhà bị sập hoàn toàn và hơn 17.900 ngôi nhà có nguy cơ bị sập do bị nứt một phần. Đồ đạc, gia súc và các tài sản khác của các thành viên trong xã cũng bị thiệt hại tương đối lớn. Vết nứt trên đỉnh hồ Da Si dài 32m và rộng 10cm. Một trận động đất mạnh 5,4 độ Richter đã xảy ra ở khu vực biển của huyện Đài Đông, Đài Loan vào sáng ngày 10 và nhiều nơi dọc theo bờ biển Phúc Kiến đã cảm nhận được trận động đất. Theo đo đạc chính thức của mạng lưới động đất Trung Quốc vào lúc 11:24 ngày 10, một trận động đất mạnh 5,4 độ Richter đã xảy ra trên vùng biển huyện Đài Đông, Đài Loan, vị trí 23,29 độ Vĩ Bắc, 121,6 độ Kinh Đông, với tâm chấn độ sâu 40 km. Cục khí tượng Đài Loan cũng đưa ra một báo cáo về trận động đất vào sáng nay, cho biết một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter ở eo biển Đài Loan vào lúc 7:57 sáng, với độ sâu tiêu cự là 20,5 km nằm ở vùng biển cách huyện Bành Hồ 101,9 km về phía tây. Sau đó xảy ra trận động đất 4,7 độ Richter khiến dư luận lo ngại. Sau trận động đất, người dân ở nhiều nơi cho biết cảm thấy bị chấn động mạnh và đèn chùm trong nhà của một số người dân liên tục rung chuyển. Nhiều người ở Phúc Kiến và Triều Sơn cho biết trận động đất rất mạnh. Trận động đất được cảm nhận rất mạnh ở Triều Châu, một số người dân cho biết. Nước trong phòng tắm đang rung chuyển. Đoạn video do anh Su, một người dân quay lại cho thấy chiếc đèn chùm trên trần nhà rung lắc dữ dội. Anh Ly, một người dân đang lái xe trên đường thì đột nhiên cảm thấy xe bị rung lắc. Tôi nghĩ là do động cơ có vấn đề. Anh xuống đất trong trang phục quần đùi để tránh nguy hiểm. Tại sao trận động đất Huê Len ở Đài Loan cảm thấy rất mạnh mẽ ở Nam Kinh? Lúc 13:01 hôm nay, một trận động đất mạnh 6,7 độ Richter đã xảy ra tại vùng biển huyện Hoa Liên, Đài Loan, tâm chấn chỉ cách bờ biển 1 km, độ sâu tiêu cự 24 km. Một cư dân mạng Đài Loan đã tận mắt chụp được hình ảnh hiện trường trong tòa nhà ở tầng 21, có thể thấy những bức tranh, đèn chùm và các đồ trang trí khác trong nhà bị rung lắc dữ dội. Trong năm qua, đã có 52 trận động đất từ 4 độ Richter trở lên ở Đài Loan, bao gồm 41 trận động đất từ 4,0 đến 4,9 độ, 8 trận từ 5,0 đến 5,9 độ và 3 trận từ 6,0 độ trở lên. Theo Thông tấn xã Trung ương của Trung Quốc, sau trận động đất, tàu điện ngầm Đài Bắc đã bị đình chỉ, nhà ga địa phương của Hoa Liên tuyến 8 tạm thời đóng cửa và tòa nhà Trường An Đài Bắc bị nghiêng nhẹ. Vào lúc 8 giờ sáng ngày 15, mực nước của Hồ Thái Hồ đã tăng lên 4,21m, vượt quá mực nước cảnh báo 0,71m và là mực nước cao nhất kể từ năm 2020. Tổng cục Phòng chống lụt bão khẩn trương tổ chức cuộc họp phòng chống lũ lụt, ứng phó với tình hình lũ lụt ở Thái Hồ. Theo các quy định liên quan, tình trạng khẩn cấp phòng chống lũ lụt cấp 3 quốc gia đã được kích hoạt lúc 12 giờ. Cùng ngày, Cục Phòng vệ Hồ Thái Hồ đã đưa ra biện pháp ứng phó khẩn cấp về kiểm soát lũ lụt cấp độ 2. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa liên tục và lượng mưa lớn do bão Morak mang lại, mực nước của hồ Thái Hồ đã tăng lên và mực nước ở các khu vực mạng lưới sông xung quanh nhìn chung đã vượt mức báo động. Theo sự triển khai của Tổng hội Quốc phòng, Hiệp hội Phòng thủ Hồ Thái Hồ cùng với đơn vị Phòng thủ Giang Tô, Chiết Giang và Thượng Hải đã tăng cường tham vấn, phân tích và truyền thông thông tin, tăng cường ứng dụng khoa học và hợp tác chặt chẽ, đồng thời cùng nhau đối mặt với mức cao liên tục lũ lụt ở Thái Hồ Lake. Vào ngày 11, áp lực kiểm soát lũ lụt ở khu vực Hanjiahu của tỉnh Chiết Giang tăng đột ngột do lượng mưa của bão Morak. Cổng Taipu giảm áp lực kiểm soát lũ lụt ở khu vực hạ lưu Hanjiahu một cách kịp thời. Vào sáng sớm ngày 11, sông Betiao, một nhánh thượng lưu của sông Đông Tiao ở lưu vực Hồ Thái Hồ, đã trải qua một trận lũ với dòng chảy xả lũ siêu lịch sử, giảm hiệu quả áp lực phòng chống lũ lụt vùng hạ du. Kể từ ngày 4, sông Gangju đã được xả hoàn toàn, đóng vai trò quan trọng trong việc làm chậm lại xu hướng tăng của mực nước Hồ Thái Hồ. Hiện tại, sông Gangju và sông Taipu ở lưu vực Hồ Thái Hồ tiếp tục gia tăng lưu lượng xả, dọc sông Dương Tử và cửa vịnh Hàng Châu vẫn đang nỗ lực hết sức để thoát nước. Mực nước trong mạng lưới sông xung quanh Thái Hồ mặt hồ vẫn đang từ từ hạ xuống. Dự kiến Hồ Thái Hồ sẽ đạt mực nước cao nhất từ 4,22 đến 4,23m vào khoảng ngày hôm sau. Vào ngày 15, Tổng cục Quốc phòng đã ban hành thông báo khẩn cấp cho các Tổng cục Quản lý Quốc phòng Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang và Thái Hồ, yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tăng cường điều động nhân lực, tăng cường nhiệm vụ khẩn cấp, tăng cường kiểm tra bảo vệ và nỗ lực hết sức để làm tốt nhiệm vụ bảo vệ mực nước cao của Thái Hồ. Thưa quý vị, từ ngày 20 tháng trước đến hôm nay, lưu vực sông Hoài Hà có mưa lớn bất thường, lượng mưa trung bình gấp 2,2 lần cùng kỳ các năm bình thường. Ngoại trừ dãy núi Phù Nghiêu và thượng nguồn của các nhánh sông Hoài Bắc, hệ thống sông Hoài Hà có lượng mưa trong 30 ngày là hơn 400 mm.
Trong số đó, dãy núi Dabe, sông Siwan, sông Hongwu, vùng trung và hạ lưu của sông Shaying và sông Gonghe, hồ Hongje và hầu hết các khu vực của sông Lixia đã nhận được lượng mưa hơn 600mm và dãy núi Dabi và một số phần lượng mưa ở trung lưu sông Ying vượt quá 800mm, lượng mưa tại trạm Yai Khoan Phan lên tới 946mm. Phân tích lượng mưa cho thấy lượng mưa trung bình tối đa trong 30 ngày ở lưu vực sông Hoài Hà là 456mm, cao hơn 20% so với lượng mưa tương ứng năm 1991 và thấp hơn 10% so với lượng mưa tương ứng năm 1954. Tổng lượng mưa 30 ngày lớn nhất là 89,8 tỷ mét khối, lớn hơn tổng lượng mưa 30 ngày lớn nhất năm 1991. Năm 1991 là 73,9 tỷ mét khối và nhỏ hơn tổng lượng mưa 31 ngày lớn nhất năm 1954. Năm 1954 là 98,2 tỷ mét khối. Từ cuối tháng trước đến 10 ngày đầu tháng này, trận lũ đầu tiên xảy ra trên sông Hoài Hà, toàn bộ dòng chính vượt mức cảnh báo từ 0,43 đến 3,52 mét. Mực nước của đoạn từ Wangja Ba đến Lui Tai Zi vượt có mực nước đảm bảo 0,25 đến 0,71 mét và mực nước của đoạn từ Jeng Wang Wan đến Yuang Wudu vượt mực nước cao nhất năm 1991 là 0,23 đến 0,77 mét. Có đoạn vượt mức cao nhất lịch sử từ 0,51 đến 0,55 mét. Lưu lượng đỉnh lũ của dòng chính của sông Hoài Hà bên dưới Wangja Ba đã vượt quá lưu lượng tối đa vào năm 1991. Vào giữa tháng này, sông Hoài Hà trải qua trận lũ thứ hai. Đây là trận lũ lớn nhất trong năm nay. Trong quá trình này, toàn bộ đoạn sông Hoài Hê bên dưới Xixian đã vượt quá mực nước cảnh báo từ 0,75 đến 3,55 mét. Mực nước của đoạn từ Rungheji đến Lutaiji vượt quá mực nước được đảm bảo từ 0,5 đến 0,75 mét và đoạn từ Ruheji đến Hoài Nam và hồ Hongje đã vượt quá mực nước vào năm 1991. Mực nước tối đa hàng năm là 0,24 đến 0,71 mét và mực nước của đoạn từ Yang Yang Wan đến Hoài Nam vượt quá mực nước tối đa lịch sử 0,25 đến 0,67 mét. Các hồ Rungheji, Yang Wan Yan, Lutaiji và Hongje có mực nước cao nhất trong năm nay. Lưu lượng đỉnh lũ của dòng chính sông Hải Hà từ Rungheji đến Lutaiji đã vượt quá lưu lượng tối đa vào năm 1991. Trận lũ này là trận lũ thứ 3. Trong đợt lũ này, mực nước đoạn từ huyện Xixian đến Lutaiji, dòng chính của sông Hoài Hà, vượt mực nước cảnh báo từ 0,16 đến 2,36 m, nhưng đều thấp hơn mực nước đảm bảo. Mực nước đỉnh lũ đoạn từ Wangja Ba đến Lutaiji thấp hơn đáng kể so với lũ 1 và lũ 2. Do ảnh hưởng của việc phân lũ sông Hoài Hồng mới, lũ ở đoạn Bạn Phụ đã được xả trước thời hạn và không có đỉnh lũ rõ ràng ở đoạn dưới Hoài Nam. Dòng chính của sông Hoài Hà, tình hình lũ lụt sông Hoài Hà như sau. Một là mưa kéo dài tập trung cường độ cao và phân bố rộng. Lượng mưa 14 ngày lớn nhất bằng 77% lượng mưa 30 ngày năm 1991 và lượng mưa 22 ngày lớn nhất tương đương lượng mưa 30 ngày tích lũy năm 1991. Các khu vực có mưa bão 200mm, 300mm và 400mm lần lượt lớn hơn 53%, 39% và 27% so với năm 1991. Các khu vực có mưa bão 200mm và 300mm lớn hơn so với năm 1954. Thứ hai, lũ trên các dòng chính và dòng nhánh xảy ra đồng thời và sự kết hợp giữa mưa lớn và lũ là rất lớn. Dòng chính của sông Hoài Hà, sông Yugan, sông Hoàng Hà, sông Siwan và sông Pihe ở Hoài Nam, sông Hongru, sông Shaying, sông Guhe ở Hoài Bắc và các khu vực xung quanh hồ Hongje đều bị lũ lụt tương đối lớn. Đường di chuyển của mưa xối xả phù hợp với xu thế lũ, lũ thượng nguồn gặp lũ phụ lưu và nước đến xen kẽ thành lũ lớn. Thứ ba là lũ lên nhanh, mực nước cao, thời gian kéo dài, mực nước của dòng chính tăng nhanh, mức dâng tối đa của Wangja Ba đạt 0,22 m trong 1 giờ và tăng 4 m trong 3 ngày kể từ khi bắt đầu lũ đến đỉnh lũ. Đây là điều hiếm thấy trong lịch sử. Toàn bộ dòng chính của sông Hoài Hà đã vượt quá mực nước cảnh báo và mực nước cao nhất tại Yang Yang Wan, Bengdu và Ujadu và Hongje Lake ở Yamba lần lượt là mức 1, 2 và 2 kể từ khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Trong đó, mực nước đoạn từ Wangja Ba đến Bạn Phụ vượt mực nước cảnh báo từ 1,37 đến 3,35 m kéo dài 25 đến 31 ngày. Mực nước đoạn từ Wangja Ba đến Lutaiji vượt mực nước đảm bảo từ 0,3 đến 0,55 m và kéo dài trong 3 đến 9 ngày. Mực nước của đoạn sông đến hồ Hongje đã vượt quá mực nước cao nhất là 0,04 đến 0,57 m và mực nước của đoạn sông từ Yangjiang Wan đến Hoài Nam đã vượt quá mức cao nhất trong lịch sử mực nước dâng 0,25 đến 0,51 m. Thứ tư, lưu lượng và khối lượng lớn. Lưu lượng đỉnh lũ của dòng chính của sông Hoài Hà bên dưới Wangja Ba đã vượt quá lưu lượng tối đa.
dựa trên tính toán về lũ tối đa trong 30 ngày tại các trạm kiểm soát chính ở trung lưu sông Hoài Hà. Tần suất lũ của Wang Jiaba là gần 10 năm một lần, của Yang Wangwan là gần 20 năm một lần, tức là của Bengbu lớn hơn một lần trong 20 năm và của Hongjie Lake ở Zhongju là gần một lần trong 30 năm. Năm 1991, trung lưu là dưới 20 năm. Năm 1954, Wang Jiaba tương đương với 20 năm và trung lưu là 50 năm. Điều gì gây ra lũ lụt ở sông Hoài Hà? Vào mùa hè năm nay, áp cao cận nhiệt đới Tây Bắc Thái Bình Dương mạnh bất thường và tiếp tục kiểm soát hầu hết các khu vực của Giang Nam và Nam Trung Quốc, đồng thời luồng không khí ấm và ẩm ở phía Tây Nam hoạt động mạnh, không khí lạnh và ấm hội tụ ở khu vực Giang Hoai và Hoang Hoai dẫn đến lượng mưa lớn nhất ở lưu vực sông Hoài Hà. Động đất Đam Sung ở Tây Tạng, 10 người thiệt mạng. Theo Tân Hoa Xã cho biết, thông tin từ cuộc họp báo do chính quyền khu tự trị Tây Tạng tổ chức vào ngày 7, phóng viên được biết một trận động đất mạnh 6,6 độ Richter đã xảy ra ở huyện Đam Sung, thành phố Lhasa. Vào ngày 6, và 9 người chết vì động đất, một học sinh ở quận gần đó chết bất ngờ trong quá trình sơ tán khẩn cấp, nâng số người chết vì động đất lên 10 người. Hiện tại, những người bị ảnh hưởng đã được tái định cư hợp lý và nhiều công tác cứu hộ khác nhau đang diễn ra suôn sẻ. Theo Gong Phu Gang, Phó Chủ tịch khu tự trị Tây Tạng, thị trấn Geda của huyện Đam Sung và thị trấn Suma của huyện Nemo bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất. Tính đến 6 giờ ngày 7, tại làng Yangji, thị trấn Geda đã có 9 người thiệt mạng, 11 người bị thương nặng và 8 người bị thương nhẹ. Tổng cộng 850 phòng của 171 hộ gia đình bị sập. Có 20 ngôi nhà bị sập và 100 ngôi nhà đổ nát ở làng Wode, thị trấn Sumai, huyện Nimmu. Sáng sớm, 7 lực lượng cứu hộ đang nỗ lực hết sức để dọn đường cao tốc gần tâm trấn. Sau gần 4 giờ làm việc chăm chỉ của các sĩ quan cảnh sát vũ trang, binh lính, lính cứu hỏa và những người cứu hộ khác, con đường dẫn đến tâm trấn của trận động đất Đang Siêu đã được thông xe vào nửa đêm ngày 7. Hiện tại, các loại vật tư cứu trợ thiên tai đang liên tục được vận chuyển đến vùng thiên tai. Công tác cứu hộ, cứu trợ được thực hiện một cách toàn diện. Trong quá trình sơ tán động đất, một học sinh của trường trung học quận Langjiaki ở tỉnh Shannan đã chết bất ngờ và 15 học sinh bị thương. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, chính quyền khu tự trị Tây Tạng đã quyết định đình chỉ tất cả các trường học ở Lhasa và các quận lân cận có dân cư tập trung trong một ngày 7. Sau trận động đất, Tây Tạng ngay lập tức đưa ra phản ứng cấp 2 đối với các thảm họa địa chất và các bộ phận khác nhau đã nhanh chóng đầu tư vào công tác cứu trợ động đất. Hiện tại, hơn 700 nhân viên cứu hộ đã đến khu vực thiên tai để tham gia cứu hộ và công tác cứu hộ đang diễn ra thuận lợi. Con đường dẫn đến làng Yangji đã được mở hoàn toàn và thông tin liên lạc đã được đảm bảo. Truyền thông Trung Quốc ngày hôm qua cho biết, trận mưa lớn nhất tại thủ đô Bắc Kinh trong 6 thập kỷ qua đã khiến ít nhất 37 người chết, nhấn chìm nhiều tuyến phố và làm 85.000 hành khách mắc kẹt tại sân bay. Trận mưa bắt đầu vào chiều thứ Bảy và tiếp tục kéo dài tới tận nửa đêm, đã nhấn chìm nhiều tuyến đường lớn, bịt kín các lối xuống đường ngầm bằng những dòng nước lớn. Nhiều bức ảnh cho thấy toàn bộ các bãi đỗ xe đã bị ngập trong lúc nhân viên cứu hộ và giao thông ngụp lặn cố gắng khơi thông dòng chảy, còn các lái xe thì bất lực ngồi nhìn trong những chiếc xe ngập đến ngang hông. Chính quyền thành phố Bắc Kinh cho biết đã có ít nhất 37 người chết, gồm 25 người bị chết đuối, 6 người bị chết do nhà đổ, 5 người bị điện giật và 1 người bị sét đánh. Hơn 500 chuyến bay đã bị hủy bỏ và khoảng 85.000 hành khách bị mắc kẹt tại sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh. Phần lớn hệ thống tàu điện ngầm không bị ảnh hưởng, nhưng các dòng nước đã khiến mọi người bị mắc kẹt trên đường về nhà và không thể sử dụng xe ô tô, xe buýt hay taxi. Theo Tân Hoa Xã, lượng mưa trung bình tại Bắc Kinh vào khoảng 170mm, trong đó một khu phố ở quận Fangshan phía tây thành phố là 460mm. Lượng mưa lớn nhất kéo dài 14 giờ liền kể từ trận mưa kỷ lục năm 1951. Trên trang mạng của mình, chính quyền thành phố Bắc Kinh cho biết đang nỗ lực khơi thông dòng nước, đồng thời cảnh báo người dân sẵn sàng cho tình hình thời tiết xấu tiếp theo. Các nhân viên dự báo thời tiết nói rằng Bắc Kinh có nguy cơ bị ngập lụt trong mùa hè năm nay, bởi vậy có thể sẽ xảy ra mưa lớn trên diện rộng hoặc thời tiết cực đoan. Thưa quý vị, nhiều nơi ở thành phố cổ Phượng Hoàng ngập nước do mưa lớn ở Tương Tây, Hồ Nam, nhiều nơi ở Hồ Nam hứng chịu mưa lớn. Mực nước sông Trường Giang ở Jiangxi Tuya và Miao Autonomous Prefecture tăng vọt. Thành phố cổ Phượng Hoàng có lịch sử hơn 300 năm trở thành thành phố nước và một số lượng lớn các ngôi nhà bị ngập lụt. Theo mạng thời tiết Trung Quốc, vào lúc 6 giờ 4 phút sáng nay,
Đài quan sát khí tượng tỉnh Tương Tây đã phát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ, kêu gọi người dân tăng cường đề phòng. Tính đến 8 giờ sáng nay, tỉnh Tương Tây đã ghi nhận được 56 trạm mưa to đến mưa dông, 27 trạm mưa dông và 6 trạm mưa dông rất to trong 24 giờ qua. Trong số đó, quận Phanh Khoang ghi nhận 6 trạm mưa xối xả và lượng mưa lớn nhất là 246,5mm ở thị trấn Du Li, thị trấn Liang Khao Giao. Lượng mưa lớn khiến mực nước sông Đà Giang ở huyện Phượng Hoàng tăng vọt, nhiều nơi ở thành cổ Phượng Hoàng bị ngập lụt, lũ thậm chí còn tràn vào nhà dân. Theo đoạn video quay trực tiếp, các con đường ở thành phố cổ Phan Hoang với cơ bản đã bị ngập trong nước và mực nước sông Trường Giang ngang với chiều cao của cây cầu. Theo báo cáo của CCTV, một vụ lở đất đã xảy ra ở quận tự trị Maya Miao của thành phố Hoài Hóa vào khoảng 5 giờ sáng do mưa lớn, gây hư hại đường xá và nhà cửa. Qua xác minh sơ bộ, tính đến 9 giờ 30 phút đã có ít nhất 2 người tử vong và 4 người mất liên lạc. Hiện tại, nhân viên cấp cứu và cứu hỏa đang khẩn cấp cứu nạn tại chỗ. Ngoài ra, đài quan sát khí tượng Hồ Nam dự đoán rằng từ ngày 12 đến ngày 15, Hồ Nam sẽ có mưa lớn từ Bắc chí Nam, cục bộ đến mưa lớn kèm theo mưa lớn ngắn hạn, dông bão và thời tiết đối lưu mạnh khác, mạnh nhất vào ngày 14. Kể từ ngày hôm qua, các khu vực ven biển phía Nam Trung Quốc đã trải qua lượng mưa lớn nhất kể từ mùa lũ năm nay. Mạng thời tiết Trung Quốc dự đoán rằng tất cả các vùng của Quảng Đông sẽ tiếp tục có mưa lớn vào ngày hôm nay và một số khu vực có thể có mưa lớn. Theo một đoạn video được đăng tải trên Internet, một số con đường ở Chu Hải đã bị ngập lụt nghiêm trọng. Để đối phó với tác động của lượng mưa lớn, Thâm Quyến đã ban hành cảnh báo mưa bão màu đỏ đầu tiên cho năm nay và thành phố đã chuyển sang trạng thái phòng thủ khẩn cấp. Tất cả các vùng của Quảng Đông đã hứng chịu trận mưa lớn này kể từ ngày hôm qua. Từ 6 giờ sáng ngày hôm qua đến 8 giờ sáng ngày hôm nay, tổng cộng 34 trạm trong tỉnh đã có lượng mưa tích lũy vượt quá 250mm được ghi nhận ở mỗi thành phố là Felicia, Quincheng District, Qingguan Township 455mm, Yongsan Sanxian Town 433,3mm, Taiwan Town, Xinzhu District, Zhuhai 370,4mm, Hansan Town, Yangdong District, Yanjiang 364mm và Yemen Town, Tinghui District, Yangmen 346,5mm. Kể từ 7 giờ 11 phút sáng nay, tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ ở Taishan, Zhuhai, Shenzhen và Liansan có hiệu lực. Đồng thời, 12 thành phố quận bao gồm Jingmen, Zhongshan, Huizhou và Huoji đã phát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu cam. Tín hiệu cảnh báo mưa dông màu đỏ được hiểu là tín hiệu cảnh báo mưa dông ở cấp độ cao nhất. Theo dự báo của Đài quan sát khí tượng tỉnh Quảng Đông, mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra ở nhiều khu vực của Quảng Đông trong ngày hôm nay và ngày mai. Mưa lớn có thể xảy ra ở một số khu vực bị ảnh hưởng bởi lượng mưa, nhiệt độ trên toàn tỉnh sẽ giảm xuống. Trong ngày mai, nhiệt độ thấp nhất ở các thành phố và huyện phía Bắc Quảng Đông và phía Đông Quảng Đông dao động từ 21 độ C đến 23 độ C, các thành phố và huyện còn lại dao động từ 23 độ C đến 26 độ C. Dự kiến mưa ở các thành phố và quận miền Trung và miền Bắc sẽ yếu đi đáng kể trong ngày hôm sau, nhưng vẫn sẽ có mưa to ở một số thành phố ở quận phía Nam. Tất cả các vùng của Quảng Đông cũng đã ban hành thông báo tạm dừng các lớp học, trong đó các trường tiểu học, trung học cơ sở và trường mẫu giáo ở Quảng Châu, Trung Sơn và Triệu Khánh sẽ tạm dừng các lớp học cho đến 24 giờ ngày mai. Thâm Quyến, Sán Vĩ và những nơi khác đã quyết định gia hạn ngày đình chỉ đến ngày tiếp theo. Ngoài Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến và những nơi khác cũng bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, trong đó Nam Ninh, Quảng Tây đã ban hành thư cảnh báo mưa lớn màu cam, kêu gọi người dân chú ý đề phòng động đất ở Bình Đàm. Kính thưa quý vị, theo đo đạc của mạng trạm Phúc Kiến, vào lúc 10 giờ 08 phút sáng ngày 16, một trận động đất mạnh 3,8 độ Richter đã xảy ra tại vùng biển Bình Đàm, Phúc Kiến, với tâm chấn ở 119,9 độ Kinh Đông và 25,42 độ Vĩ Bắc. Trận động đất được cảm nhận rõ ràng ở huyện Ping Tan và cảm nhận nhẹ ở Fuqing, Fuzhou và những nơi khác, cách trạm địa chấn Ping Tan khoảng 13,8 km. Vào khoảng 10 giờ sáng ngày 16, Hồ Giang, người đang làm việc trên tầng 18 của một tòa nhà trên đường Uji, đột nhiên cảm thấy tòa nhà rung chuyển nhẹ và màn hình máy tính xách tay của cô cũng rung lên vài lần. Ở huyện Ping Tan, cảm thấy rung chuyển nhiều nơi hơn ở Phúc Châu. Tôi nghe thấy một âm thanh bị bóp nghẹt và nghĩ rằng ngôi nhà đã bị sập. Cô U sống ở Ping Tan, Chiang Quan cho biết lúc đó cô đang rót nước vào cốc nước và cốc nước trên tay suýt rơi xuống đất trong quá trình lắc.
Do âm thanh phát ra rất đột ngột và kéo dài chưa đầy 2 giây nên cô cũng như hầu hết cư dân không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô ấy đã không chạy đến sân chơi của một trường tiểu học gần đó cho đến khi ai đó hét lên có động đất, nhưng lúc này sân chơi đã đầy những học sinh vừa mới được sơ tán đến. Tất cả học sinh trong trường chúng tôi chạy ra sân chơi. Một học sinh từ trường trung học Pingtan Haijing nói rằng họ đang ở trong lớp khi trận động đất xảy ra. Giáo viên bảo họ đừng hoảng sợ, sau đó đưa họ đến sân chơi một cách có trật tự. Chờ một lúc, tôi thấy mọi thứ đã lắng xuống và một số học sinh đang quay trở lại lớp học. Tuy nhiên, do lo ngại về an toàn nên nhà trường cho nghỉ học sớm. Một trận động đất 4,5 độ khác cũng đã xảy ra ở ngã ba Vân Nam Tứ Xuyên, khiến hơn 100 ngôi nhà ở Kiều Gia, Vân Nam bị hư hại. Phóng viên được biết từ ban tuyên truyền của huyện Kiều Gia, tỉnh Vân Nam vào ngày 15 rằng lúc 15 giờ 44 phút ngày 15, một trận động đất mạnh 4,5 độ Richter đã xảy ra tại ngã ba của quận Huy Đông và quận Kiều Gia ở tỉnh Tứ Xuyên. Cho đến nay, trận động đất đã làm hư hại 174 ngôi nhà của 128 hộ gia đình và thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 5,9048 triệu nhân dân tệ. Theo các báo cáo, độ sâu tâm chấn của trận động đất là 19 km, cách quận Kiều Gia 26,5 km và quận Kiều Gia cảm nhận được trận động đất ở các mức độ khác nhau. Theo thống kê sơ bộ, tính đến 19 giờ 30 phút ngày 15, trận động đất đã ảnh hưởng đến 16 ủy ban thôn, 36 nhóm dân làng, 162 hộ gia đình, 648 người ở 8 thị trấn, bao gồm thị trấn Behetan, thị trấn Jintang và thị trấn Minggu thuộc huyện Kiều Gia. 128 hộ gia đình và 174 ngôi nhà bị hư hại, 10 hồ chứa nước bị hư hỏng, 122 cửa xả khí sinh học bị hư hại và hơn 5.200 m2 đường bị sập, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp là 5,9048 triệu nhân dân tệ. Không có thương vong nào được báo cáo. Sau trận động đất, Li Yong, phó bí thư thành ủy Giao Tông của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ban hành chỉ thị yêu cầu quận Kiều Gia kiểm tra tình hình thiên tai và báo cáo tình hình kịp thời, đồng thời hết sức coi trọng tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong sản xuất và đời sống của nhân dân vùng bị ảnh hưởng. Huyện ủy và chính quyền quận Kiều Gia ngay lập tức triển khai, đặc biệt cử một nhóm công tác đến khu vực bị thiên tai, đi sâu vào các thị trấn để hướng dẫn công tác cứu trợ thiên tai và nỗ lực hết sức để đẩy nhanh tiến độ rà soát thiên tai, tăng cường công tác nghiên cứu, phán đoán và phòng ngừa. Dự báo phân tích kỹ diễn biến động đất, nắm bắt toàn diễn biến thiên tai và báo cáo diễn biến thiên tai kịp thời. Bố trí sản xuất và đời sống của đồng bào bị thiệt hại một cách hợp lý, bảo đảm cho đồng bào bị nạn có nhà ở, quần áo, an ninh lương thực, nước sinh hoạt, giáo dục, y tế, tiến hành điều tra loại bỏ kịp thời những nguy cơ tiềm ẩn, ngăn chặn sự xuất hiện của thiên tai thứ cấp, phổ biến kiến thức cứu trợ thiên tai, tuyên truyền, hướng dẫn quần chúng không tin bịa đặt, tung tin đồn thất thiệt để đảm bảo ổn định xã hội. Hiện nay, đường giao thông, điện, thông tin liên lạc vùng bị thiên tai hoạt động bình thường, sản xuất và đời sống của nhân dân ổn định, xã hội ổn định. Phóng viên được biết, kể từ tháng 8 năm ngoái, đã có nhiều trận động đất với cường độ trên 4 và dưới 5 độ Richter ở quận Kiều Gia. Vào khoảng 10 giờ sáng ngày hôm qua, cô Hoang sống ở đường Hu Đông, Phúc Châu đang chào đón bạn bè ở nhà thì đột nhiên tòa nhà rung lắc dữ dội, rung chuyển lên xuống rồi sang trái rồi sang phải. Phản ứng đầu tiên của cô ấy là có động đất, cô ấy và bạn của cô lao ra khỏi phòng và không thèm xỏ giày vào. Họ không dám đi thang máy do động đất nên đã nhảy cầu thang bộ từ ngôi nhà 19 tầng của họ xuống tầng 1. Khi hai người thở hồng hộc chạy xuống lầu, rất nhiều hàng xóm đã tập trung ở dưới lầu. Rất nhiều người trong số họ đang dùng điện thoại di động gọi điện thoại. Khi xác nhận được rằng đó chỉ là một trận động đất nhỏ, mọi người đã đi thang máy trở về nhà. Một trận động đất khác với 3,8 độ Richter ở vùng biển Pingtan khiến người dân Phúc Châu bàng hoàng. Vào lúc 1 giờ 34 phút sáng hôm qua, một trận động đất mạnh 3,8 độ Richter đã xảy ra tại khu vực biển Pingtan, tỉnh Phúc Kiến, vị trí ở 25,42 độ vĩ Bắc, 119,9 độ kinh Đông, rất may không gây ra thương vong, thiệt hại lớn về tài sản. Tâm chấn của trận động đất nằm ở vùng biển phía đông Pingtan, Đông Ngao, cách Pingtan Cheng Quan khoảng 17 km. Khi trận động đất xảy ra, đảo Pingtan cảm nhận được trận động đất mạnh mẽ và thành phố Rongcheng cũng rung chuyển vài lần.